Phi, anh có muốn biết một bí mật không? Bí mật? Tối chủ nhật này anh đến nhà em, bố mẹ em có tổ chức một bữa tiệc. Đến đó anh sẽ thấy. Anh đến nhé. Chị à. Em này, em nói trước đi. Xin chị cứ nói trước đi à. Bố mẹ đã nói chuyện gì với em chưa? Dạ chưa. Có chuyện gì không chị? Thực ra là em về lần này bố mẹ vui lắm, cả chị nữa. Nếu mà có gì còn bỡ ngỡ đó, em cứ nói cho chị biết nha. Dạ. À với lại chị cũng chỉ mong là hai chị em mình sẽ hiểu nhau hơn. Và em cứ mở lòng với chị nha. Nếu mà chị mà có làm gì hoặc nói gì không phải với em á, thì em cứ nói thẳng nha. Chị không cần phải nói đâu ạ. Em biết chị là một người rất tốt. Chỉ cần nhìn những người bạn xung quanh chị là có thể thấy được điều đó. Chị biết là chị rất may mắn khi có những người bạn như họ. Và chị nghĩ trong cuộc sống này, ai cũng cần phải có một người để mình có thể chia sẻ được. Tuyết à, có bao giờ em cảm thấy buồn mà thôi, không có gì đâu. Thôi bây giờ em đi học đi, chị có vài việc phải làm, chị đi nha. Bố mẹ mong em nhiều lắm. Anh à, em đừng có cho bố mẹ biết là chị đến đây nha. Thôi chị đi. Mình có thương em mình không? Có chứ. Vậy thì tại sao một lời xin lỗi mình vẫn nói không được? Xin hỏi cô còn việc gì ạ? Chào cô, tôi có hẹn với lại cậu Nghĩa ở công ty PMT. Xin mời cô ngồi đợi. Nhờ cô báo với anh Nghĩa, có khách cần gặp.
À, cháu chào cô. Cô đợi cháu lâu chưa? Cô cũng vừa mới tới thôi. Nghĩa à, cô đã tìm cách liên lạc với Kiên hoài mà không được. Vậy cháu có cách nào giúp cô để cô gặp được nó không? Dạ, ngoài chuyện con cho cô số điện thoại cũng như là địa chỉ, thì bây giờ cháu không có cách nào giúp cô hết. Cô biết tính anh đó. Thậm chí là bây giờ anh còn không nghe điện thoại của cháu nữa. Cô cũng không ngờ vì sự xuất hiện của cô mà Kiên lại như vậy. Dạ, cháu nghĩ vấn đề chỉ là thời gian thôi cô à. Cô biết là nó không muốn gặp cô nữa đâu. Nhưng cô chỉ muốn nghe nó nói, dù chỉ một lần thôi. Nghĩa ơi, cháu có cách nào giúp cô được không? Cô chỉ còn biết trông cậy vào cháu. Cháu cũng muốn giúp cô lắm, nhưng mà bây giờ cháu cũng không biết làm gì hơn. Bởi vì anh Kiên luôn chủ động trong mọi chuyện. Cho cô xin lỗi cháu, cô làm khó cháu quá. Dù sao thì cháu cũng chỉ là người ngoài cuộc thôi. Có lẽ việc cô nên làm lúc này là chờ đó. Cô cũng chỉ còn biết chờ nữa. Đúng rồi, cô sẽ chờ nó. Cô chờ nó đến bao lâu cũng được, nếu là nó chịu nhìn mặt cô và cố nghe cô nó. Như vậy là đủ năm rồi. Cháu tin là ngày đó sẽ đến sớm thôi cô. Mẹ đợi con lâu chưa? Một tí thôi con. Mẹ nghe các sư nói con đang bận học. Con mời mẹ. Mệt không con? Ngày mai con về nhà với bố mẹ nha. Dạ, có chuyện gì không thưa mẹ? Bố mẹ sẽ làm một cái điều này bất ngờ cho con. Hay là cuối tuần con về thăm bố mẹ nha. Con ngại chị Hà Giang hả? Dạ không ạ. Mẹ biết á, Giang á làm cho con buồn. Bố mẹ muốn hai chị em con có nhiều thời gian bên nhau để hiểu nhau hơn. Cái điều này khó có thể làm ngay được. Mẹ mong con phải hiểu điều này. Thưa mẹ, con hiểu. Và chính con cũng đang cần có thêm thời gian để làm quen với điều đó. Sang Tuyết nè, chị Giang tánh vốn ăn nói không có được khéo léo như mọi người, nhưng tính tình của con Giang nó tốt, thật thà lắm con. Thưa mẹ, xin mẹ đừng lo lắng. Con ít về nhà là vì con bận học, chứ không phải vì con ngại chị đâu ạ. Ngày mai con sẽ về thăm bố mẹ và chị. Mẹ mừng lắm. Về nha con. Con có thấy thích không con? Vậy ra đây là...
Mừng con trở về nhà. Mẹ, con không biết nói sao, nhưng như vậy quá cầu kỳ. Con thích là bố mẹ vui rồi. Mẹ đã chuẩn bị sẵn áo quần. Mẹ muốn hôm nay con gái mẹ thật là đẹp. Con có hãy vào trong thay áo quần với mẹ nhé con. Thay đồ ạ? À? A-di-đà Phật. Vào đây với mẹ. Sang Tuyết à, vào thay đồ đi con. Sang Tuyết à, mẹ đã lựa sẵn mấy bộ đồ này cho con rồi đây nè. Mẹ nghĩ con mặc vào đẹp lắm đó con. Con xem bộ nào được hả? Con xem nè. A-di-đà Phật. Con không thể đâu mẹ. Mẹ thông cảm cho con. Con không có ý gì khác, nhưng mẹ biết con theo cửa Phật thì phải mặc như vậy là đúng rồi. Nhưng bây giờ con về gia đình, con có thể mặc những bộ đồ bình thường như mọi người. Hôm nay là ngày vui, con có thể chiều mẹ một lần, cho mẹ vui được không con? Mong mẹ hãy hiểu cho con. Con đã theo cửa Phật rồi thì nhất nhất con phải theo lệ của nhà Phật. Con không thể vì bất cứ lý do gì mà phá lệ được. Sang Tuyết à, chị hiểu những gì em nói. Em là người theo cửa Phật, nhưng mà đây là nhà mình. Em chịu lòng bố mẹ một lần được không? Em mặc bộ đồ đó vào đi, hãy cho bố mẹ thấy em vẫn là một người bình thường. Thưa mẹ, thưa chị, con theo cửa Phật, nhưng không có nghĩa là con không nghĩ về bố mẹ. Dạ em mặc bộ đồ tu hành này, nhưng không có nghĩa là em không thương bố mẹ.